Hello các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh của Amy ha. Đã bao lâu rồi Amy không có chia sẻ những cái mẫu nail với các bạn. Đây là Amy chia sẻ những cái mẫu đơn giản ha. Đây Amy vẽ nó bự hơn nửa thiếp nha các bạn. Trên đây mày để trống một hồi mày sẽ đi cái màu đậm hơn. Đây là mày vẽ được 4 ngón thiếp. Còn ngón này đây mày sẽ sơn màu đậm nha. Bạn biết sắp vô mùa thu rồi, tháng 9 rồi. Là khách đổi sang những cái màu hơi đậm hơn, là không còn nhiều khách sang những cái màu mùa hè nữa ha. Đây mình đã xong một bàn rồi, vậy mình sẽ cho hơi keo đây. Ngón ngón còn lại đây mình cũng vẽ tiếp nha. Mình đã xong bàn bên đây thì mày cũng sơn lại bàn này yên vậy mình nước thứ hai nha các bạn. Còn mấy chục giây là mình đã sơn xong một tay rồi. Bạn thấy chỉ có 41 giây thôi nè, mình đã sơn xong rồi. Bây giờ mình bỏ qua đây thôi. Giờ này mình sẽ đi cái màu đậm này ở trên nha các bạn. Đi như vậy thì nó hơi lâu hơn tí. Khách nó muốn sao thì mình chiều cũng vậy thôi. Cái màu này đậm nên em bị đi một nước vậy là xong rồi các bạn. Em bị không tô thêm một nước nữa nha. Bên đây em cũng đi y vậy rồi, 4 ngón thật bạn. Nói chung cũng không mất nhiều thời gian. Mình làm nail là mình có kiếm thêm income là mình nhờ cái sơn vẽ đây nè các bạn.
xong rồi bên đây. Cái này là em mình sẽ dùng keo trắng để em mình vẽ nha các bạn. Cái loại này nó ra rất là trắng. Giờ mình treo trắng này mình vẽ cái line nè, không biết các bạn có thấy rõ không? Cái treo trắng này để mình vẽ bông cũng được. Mình vẫn vẽ màu trắng thường cũng được nha các bạn, tại em muốn dùng cái treo trắng này cho cái đường trắng này nó đậm lên. Bên đây cũng vậy. Vẽ hai cái bông màu trắng ha, sẵn chia sẻ với các bạn các loại keo vẽ này luôn. Chứ cái cỏ này đây. Mình chấm Aston rửa cỏ nha các bạn. Mình sẽ vẽ hai cái bông màu trắng bằng cái loại keo này luôn. Mình đi lại cho nó thành cánh tròn nha các bạn. Trên lại mày đi cánh chiếc nè. Hello. Hello. Look what your hand for me please. Okay. Các bạn thấy rằng hai cái bông nó khác nhau, cái bự cái nhỏ. Đây là thời buổi này dịch bệnh đó các bạn, khách vô lại mày phải yêu cầu khách rửa tay trước. Đây em mới cho khách lên màu. Giờ bên đây cũng vậy, em vẽ một cái bông bự nè. Em đi nửa cánh ha. Bên đây nửa cánh nè. Nói chung là cỏ này, cái loại tre này cũng dễ vẽ bông đó các bạn. Mình vẽ tùy theo ý mình quyển chuyển sao mà nó cũng ra cái bông là ok rồi. Cho nó nhanh dễ làm kiếm tiền là ok rồi. Bạn thấy không, mình đá cho nó lại lên tùy các bạn thôi. Mình dùng mấy cỏ này là mùa thu này mình vẽ bông cúc cũng ăn tiền lắm đó các bạn. Hôm nay mình đi một lần nhỏ vậy nữa, các bạn thấy không, rất là đơn giản. Rồi mình chấm những cái nhị vàng ở giữa cái khoảng trống chỗ này là mì đã xong. Đó, bạn thấy bông không đơn giản, ai cũng có thể làm được hết. Cái này là không cần phải học luôn á các bạn.
dùng màu vàng nè. Em này chấm cái nhị bông nè. Bạn thấy rất là đơn giản, mình muốn vẽ màu gì mình pha màu gì tùy mình. Là mùa thu luôn đó các bạn. Các bạn cũng có thể dùng cái cỏ nhỏ này để mình vẽ hoa hướng dương đó, sunflower cũng được nữa. Ok, hôm nay em chia sẻ với các bạn mẫu vẽ đơn giản vậy nha. Các bạn xem cho vui cùng em mì. Nếu mà yêu mến kênh em mì thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ em mì để theo dõi những video kế tiếp nha các bạn. Bây giờ là cái khâu hoàn thành của em mì rồi, em mì sẽ bỏ thớt khấu nè. Em mì đã hoàn thành xong bộ móng của cô này, rất là đơn giản luôn. Bạn thấy rất là nhanh ha, mình lấy tiền cũng dễ nữa. Các bạn bây giờ em mì đã xong bộ móng của cô khách này rồi ha. Em mì xin chào tạm biệt các bạn nha.